Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế dục Việt Nam ngừng hành quyết tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Liên Hợp Quốc và hơn một chục tổ chức phi chính phủ vừa đưa ra những lời kêu gọi riêng biệt tới chính phủ Việt Nam, thúc giục quốc gia do đảng Cộng sản cầm quyền ngừng việc thi hành án tử hình đối với ông Nguyễn Văn Trưởng, cũng như tiến hành một cuộc điều tra trước cáo buộc tử tù này bị kết tội oan. Gia đình ông trưởng trong hơn 16 năm qua đã nhiều lần gửi đơn kêu oan đến các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, nhưng bị họ từ chối xem xét bản án tử hình. Trong đó, ông trưởng bị quy là kẻ chủ mưu cầm đầu hai đồng phạm khác, gây ra vụ giết người cướp của vào năm 2007, là một thiếu tá cảnh sát hình sự tử vong. Gia đình ông trưởng hôm ngày 4 tháng 8 nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tòa ra quyết định tiến hành tử hình ông bố của ông trưởng, ông Nguyễn Trường Trinh cho VOA biết rằng gia đình ông có thể làm đơn xin nhận tử thi hoặc cho cốt của con mình trong thời hạn 3 ngày kể từ khi thông báo. Tuy nhiên, ông nói rằng gia đình vẫn đang đi kêu oan cho con trai. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong một tuyên bố đưa ra hôm ngày 11 tháng 8 nói rằng họ rất quan ngại trước các thông tin về việc Việt Nam sắp xử tử ông Nguyễn Văn Trưởng dựa những cáo buộc nghiêm trọng về tra tấn và vi phạm xét xử công bằng. Người phát ngôn của văn phòng, ông Jeremy Lawrence, kêu gọi các nhà chức trách ngay lập tức dừng việc thi hành án và tiến hành một cuộc điều tra độc lập và vô tư về các cáo buộc tra tấn. Ông trưởng bị buộc tội giết thiếu tá Nguyễn Văn Sinh ngày 14 tháng 7 năm 2007 và bị bắt khoảng 3 tuần sau đó. Ông bị giam giữ liên tục trong 16 năm trong suốt quá trình xét xử và các thủ tục sau khi kết án. Ông trưởng luôn khẳng định mình vô tội và cho rằng ông đã bị tra tấn nên phải thú tội theo những bức thư mà ông bí mật gửi ra cho gia đình. Góp tiếng nói vào việc kêu gọi hoãn thi hành án tử hình đối với ông trưởng, một liên minh gồm 10 tổ chức nhân quyền quốc tế hôm ngày 9 tháng 8 đã gửi một bức thư ngõ tới Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng cũng để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và thúc giục chính quyền tiến hành một cuộc điều tra vô tư và hiệu quả về những cáo buộc rằng ông trưởng đã bị tra tấn để phải thú nhận tội. Các tổ chức, trong đó có ân xá quốc tế cho rằng Việc thú tội của ông trưởng bị cho là được thừa nhận một cách bất hợp pháp làm bằng chứng và được dùng để kết tội ông tại phiên tòa, trái với thông lệ quốc tế và nghĩa vụ pháp lý của Việt Nam. Theo các tổ chức này, các cuộc điều tra của Công an Việt Nam bỏ qua những bằng chứng quan trọng và bất chấp những nhân chứng ngoại phạm rõ ràng để lấy những lời thú tội bị ép buộc nhằm kết án ông trưởng khi mới 24 tuổi vào năm 2007. Theo thư ngõ của các tổ chức nhân quyền, công an đã ép buộc các nhân chứng ngoại phạm của ông trưởng bằng vũ lực để thay đổi lời chứng của họ. Nguyễn Trọng Đoàn, em trai của ông trưởng và là người đi thu thập bằng chứng ngoại phạm cho anh, cũng bị bắt giữ với cáo buộc, thao túng vật chứng và nhân chứng, rồi bị kết án 2 năm tù vì tội che giấu tội phạm. Ông Đoàn mất hồi tháng 6 vì bệnh ung thư xương. Luật sư Lê Văn Hoài, người từng là tổ trưởng kiểm tra án oan của ban nội chính trung ương và làm đại diện pháp lý cho gia đình ông trưởng, cho VOA biết trong một phỏng vấn và tuần trước rằng có nhiều mâu thuẫn trong những lời khai của các bị cáo và nhân chứng và rằng ông trưởng có bằng chứng ngoại phạm cũng như có vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ hiện trường. Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam và ba cơ quan ngoại giao của Canada, Na Uy và Anh đã ra tuyên bố chung hôm ngày 10 tháng 8, kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam dừng việc thi hành án ông trưởng. Tuyên bố được đưa ra ít ngày sau khi cha mẹ của tử tù này và hàng nghìn người khác gửi lời thỉnh cầu đến Chủ tịch Việt Nam. VOA đã gửi lời yêu cầu bình luận về những lời kêu gọi của các tổ chức nhân quyền và chính phủ quốc tế tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Chủ tịch thưởng chưa đưa ra phản ứng công khai nào trước lời kêu gọi của gia đình ông trưởng, người dân và các tổ chức quốc tế. Ông Trinh cho biết, Gia đình đã đi thăm con trai hôm ngày 14 tháng 8 và thấy tinh thần trưởng khác lạ hơn trước, cũng như lo lắng về việc cho đến lúc này chưa biết chính xác ngày thi hành án con trai ông. Các tổ chức nhân quyền quốc tế trong thư ngõ nói rằng, nếu sự tự ông trưởng, Việt Nam sẽ đi ngược lại xu thế toàn cầu là loại bỏ hình phạt tử hình và thiết lập một lệnh cấm sử dụng hình phạt này. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại các nghị quyết được đưa ra nhiều lần với sự đồng thuận cao. Và gần đây nhất là trong nghị quyết đưa ra ngày 15 tháng 12 năm 2022 đã kêu gọi tất cả các quốc gia hiện chữa hình phạt tử hình bãi bỏ ngay lập tức hình phạt này.